Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tinh chế từ cao lá phong lữ và thường xuân, thực phẩm chức năng Hedrick Bella giúp bổ phế, nhuận phế, giảm ho do viêm họng, viêm phế quản, ho khan, ho do dị ứng thời tiết. Hedrick Bella bào chế dạng ống nhựa an toàn, tiện dụng, mùi vị thơm ngon, dễ uống.